Tất cả các bác nhé, các bác quay lại với kênh Hiếu Mà em nơi giới thiệu với bác con bắc hà đực đẹp luôn này. Đây trời mưa mặt mũi thì cực phê luôn, lông lá thì dài. Đây, thằng đòi đi chơi. Đây, tiêu chí chọn con bắc hà này các bác nhìn cái mặt của nó này, đấy tai do này cụp này đấy, nhìn nhá, nhìn biết rồi. Dáng thì cũng ok này. Đây cái nhìn mặt nó này, nhìn mặt nó hầm hố cái này cơ. Đấy. Tai này cụp chắc chắn 100% luôn. Cái đuôi thì gốc đuôi khá to. Đấy, nghịch chưa? Sáng trời mưa này. Chỗ em đang mưa. Đây cái mặt này, đây, các bác nhìn mặt nó. Đấy, nó hơi nhẹ. Nhìn hơi bệnh này, có nhìn chưa? Đấy. Lông nó này. Kiểm tra lông nó, dài. Đấy. Lông rất dài luôn. Mặt thì mặt hộp. Gấu. Dáng thì ok này. Đuôi gốc đuôi khá to. Con này thì em đã chuyển nhượng rồi nha. Gần như con nào về hết con đấy. Những con em tuyển chọn thì gần như là xuất sắc. Giá nó tất cả những con em bán xuất sắc này nó toàn tất cả hơn chục triệu hết. Nghịch lắm. Đi lên đi lên. Khách đến mua chó. Quay tiếp con này. Đây các bạn nhìn rõ đi, em thả đây. Cái tiếc là cái đuôi của nó chưa vắt trái. Đấy, vắt trái nữa thì quá tuyệt vời luôn. Đây cái khách đến, cái khách bắt luôn chó này đây. Quay nốt để video. Đây là con cọc của em chuẩn bị xa lơ. Quay tầm 2 tuần nữa là xa lơ. Báo nhựa rồi. Đây, giới thiệu với các bác có tiếp con cọc này. Con cọc này là cọc đuôi cọc thỏ. Răng đủ này. Nó đẻ một lứa, lứa trước nó đẻ 6 con đấy. Thôi em dừng video ở đây nha, em chào bác nhé. Hẹn các bác video sau, cùng nhau nó khóc quá. Như sau video tiếp em giới thiệu bác.